một ngọn đăng để chúng ta sẽ ra đây để dâng đăng lên cho Đức Mục Kiền Liên và cha mẹ của chúng ta. Xin mời quý Phật tử quỳ cao lên ạ. Quỳ cao lên ạ. Chúng con cung thỉnh sư ông ạ. Sư ông ở giữa. Xin mời các cô, các chú đại diện chính quyền địa phương ạ. Tắt đèn ánh sáng. Âm thanh ánh sáng cho bớt ánh sáng xuống cho con với ạ. Đây ạ, cháu mời các cô, các chú ngồi đây ạ. Các anh chị em nghệ sĩ nào, mỗi người cầm một ngọn đăng nào, tất cả ra đây hết ạ. Xin mời quý Phật tử chúng ta sẽ cùng quỳ cao lên, dâng ngọn đăng ngang trán của mình ạ. Dâng ngọn đăng ngang trán. Và giờ phút này xin mời toàn thể Pháp hội, xin mời quý Phật tử, chúng ta sẽ cùng lắng động tâm tư. Hãy cùng hướng trọn tâm thành của mình về Đức Mục Kiền Liên, hướng trọn tâm thành của mình về hai người, đó là cha và mẹ thiêng liêng và cao quý. Hãy hướng trọn tâm thành của mình về những ai đã mất mẹ, mất cha. Và đặc biệt là hãy hướng trọn tâm thành của mình về những ai còn cha còn mẹ trên cuộc đời này. Giờ phút này ban tổ chức chúng con sẽ dành cho quý vị một phút để quý vị quán tưởng về công ơn cha mẹ của mình. Xin mời tất cả chúng ta hãy cùng hướng trọn tâm thành để quán tưởng về công ơn cha mẹ. Giờ phút này xin mời tất cả quý Phật tử sẽ cùng nói theo con. Nói thật to lên ạ. Nói bằng tất cả nội lực của một người con, dành những tình cảm cho cha cho mẹ của mình. Và đặc biệt là tất cả quý vị Phật tử ở đây, những ai đã mất mẹ mất cha thì càng phải nói to hơn, để cho cha cho mẹ có thể nghe thấy được tất cả những gì mà chúng ta sẽ nói trong mùa Vu Lan báo hiếu. Xin mời quý Phật tử sẽ cùng nói theo con ạ. Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Con yêu cha rất nhiều. Con yêu cha rất nhiều. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ rất nhiều. Con cảm ơn cha mẹ. Con cảm ơn cha mẹ. Vì đã sinh ra chúng con. Con cảm ơn cha mẹ. Con cảm ơn cha mẹ. Đã vất vả vì chúng con. Đã vất vả vì chúng con. Xin mời quý thầy và quý Phật tử lạy xuống một lạy. Lạy xuống lạy thứ hai. Lạy xuống lần thứ ba. Xin mời quý Phật tử chúng ta sẽ cùng ngồi xuống và đặt vào ngọn đăng của mình cho thật ngay ngắn ạ. Đặt cho thật ngay ngắn ạ. Quý vị chú ý giữ ngọn đăng để không bị tắt. Và giờ phút này, tất cả cha mẹ của quý thầy, cha mẹ của quý Phật tử đã lắng nghe được những lời mà quý Phật tử gửi tới cho cha, cho mẹ của mình trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và cùng vào đó thì trước khi chúng ta sẽ thả những ngọn đăng, chúng ta sẽ thả những ngọn đăng để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc, tăng thọ. Và nguyện cầu cho các bậc cha mẹ không còn tại thế được thoát hóa siêu thăng.
thì xin mời quý thầy và quý Phật tử sẽ cùng lắng nghe một ca khúc vô cùng cảm động. Ca khúc được mang tên Cầu cho cha mẹ bình an, cũng là một lời tri ân dành cho tất cả quý vị Phật tử đã có mặt tại ngôi chùa Giấy trong đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay, và cũng là một lời tri ân, một lời cảm ơn dành cho sư cụ chủ trì và dành cho sư ông đã tổ chức ra một cái pháp hội Vu Lan để dành tới cho tất cả những người con có được tâm thành của mình hướng nguyện về hai đấng sinh thành trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Xin mời quý thầy và các cô các chú hạ đăng xuống và cùng lắng nghe ca khúc Cầu cho cha mẹ bình an với phần trình bày của nghệ sĩ Thu Hiền. Sau đó thì chúng ta sẽ nối gót quý thầy đi thả những ngọn đăng này để cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta.
quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sòng, tình phụ mẫu con hoàn toàn ghi nhớ. Giờ phút này sẽ là nghi thức cài hoa hồng. Chúng con xin được trân trọng mời đoàn cài hoa sẽ cùng cài hoa cho chư Tôn Đức, sau đó sẽ cài hoa cho quý vị đại biểu khách quý. Quý Phật tử chúng ta ngồi nguyên tại chỗ, sẽ có từng bạn đi vào và cài hoa cho từng người một ạ. Chúng ta ngồi nguyên tại chỗ, không ai xê dịch cả. Quý vị lưu ý là ban tổ chức chúng con có hai màu hoa màu hồng đỏ và hoa màu hồng trắng. Nhưng ai đã mất mẹ thì cài hoa hồng trắng, ai còn mẹ thì cài hoa hồng đỏ. Khi mà các bạn đến cài hoa cho quý vị thì quý vị nói rằng là còn mẹ hoặc mất mẹ là các bạn sẽ tự biết để cài hoa cho quý vị. Và cùng vào đó thì xin mời quý Phật tử sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bông Hồng Cài Áo với phần trình bày của Phật tử Diệu Lê. Sau khi cài hoa xong thì chúng ta sẽ cùng đối góp quý thầy đi một vòng xung quanh chùa và sẽ ra thả hoa đăng ạ. A Di Đà Phật.